Hôm 23 tháng 8, Bộ trưởng Riyad Al-Maliki, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mahmoud Abbas tiết lộ rằng chính quyền Palestine cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực Bờ Tây. Ông Al-Maliki nhấn mạnh quân đội Israel đang tăng cường hiện diện ở Bờ Tây, đồng thời số vụ tấn công vào các thành phố làng mạc và trại tị nạn trong khu vực đang tăng lên gấp 2, 3 hoặc thậm chí là 4 lần mỗi ngày. Mặc dù vậy, ông Al-Maliki khẳng định Palestine đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống này. Ông An Maliki tuyên bố, người dân chúng tôi sẽ kháng cự, họ sẽ ở lại và cố gắng đấu tranh vì sự hiện diện, vì sự tồn tại của mình trên mảnh đất Palestine. Trước đó, Liên hợp quốc cho biết số lượng nhà ở của người Palestine bị Israel phá hủy ở bờ tây đã tăng gấp đôi kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Người phát ngôn của Thủ tướng Israel. Ông Omer Dostry cho biết các nhà đàm phán của nước này đã có mặt tại Cairo ngày 23 tháng 8 để tham gia cuộc thương lượng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Theo ông Omer Dostry, đoàn đàm phán của Israel có người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad, ông David Bania, và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Sinbad, ông Ronen Bar. Hiện cả Mỹ cũng như hai nước trung gian Ai Cập và Qatar đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas Israel nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 tháng qua và ngăn chặn xung đột lan rộng ra khu vực. Tờ The Wall Street Journal của Mỹ ngày 23 tháng 8 đưa tin, hiện nay trên 2 triệu người dân tại giải Gaza đang chen trúc trong khu vực rộng chỉ 39 km vuông Việc quân đội Israel mở rộng chiến dịch trên bộ trong những tuần gần đây đã đẩy nhiều người Palestine khỏi vùng an toàn, dồn họ vào khu vực có diện tích vô cùng khiêm tốn này. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc nhận định tình trạng quá tải và thiếu hỗ trợ gây khó khăn cho khả năng tồn tại của người dân. Trong khi đó, quân đội Israel ngày 22 tháng 8 đã yêu cầu người dân Palestine rời khỏi nhiều khu vực thuộc phía đông thành phố Khan Yunis, phía nam giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Gần đây nhất, quân đội Israel ngày 16 tháng 8 đã ban hành lệnh sơ tán đối với các khu vực thuộc phía bắc thành phố Khan Yunis, cảnh báo sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự tại đó. Những yêu cầu sơ tán này thường được đưa ra trước những cuộc không kích dồn dập hoặc chiến dịch đổ bộ của quân đội Israel vào giải Gaza. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, 90% người dân Gaza buộc phải sơ tán do những cuộc tấn công của Israel. Bất chấp nghị quyết kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức, Israel vẫn tiếp tục những cuộc tấn công cường độ cao vào Gaza sau sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023.